update quy định Travel Rule điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ Zipto. Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, EBA, mới đây đã cập nhật hướng dẫn về quy tắc Travel Rule EU2023/1113 để bổ sung sự điều chỉnh đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và trung gian. Theo đó, từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, các sàn giao dịch tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu, EU phải tuân thủ hướng dẫn này. Quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo thông tin về tiền và chuyển giao tài sản tiền điện tử, chỉ định thông tin cần thiết và cách giải quyết dữ liệu thiếu. Bản cập nhật là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch để điều tra. Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, BSP, BSP trung gian, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, CASP và CASP trung gian sẽ có 2 tháng để tuân thủ. Hướng dẫn yêu cầu thu thập thông tin người dùng để xác định giao dịch liên quan đến dịch vụ hay các giao dịch chuyển tiền khác. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng phải công bố chính sách chuyển tiền xuyên biên giới. EBA lập luận rằng hướng dẫn này hỗ trợ quy định về thị trường tài sản tiền điện tử, hay còn gọi là luật MiCA của EU, tạo ra các quy định thống nhất trong khu vực. Bản cập nhật được đưa ra khi giai đoạn thứ 2 của luật MiCA đang đến gần. Giai đoạn đầu tiên, tập trung vào stablecoin, đã có hiệu lực, trong khi giai đoạn thứ 2, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, sẽ bắt đầu vào cuối năm. Chỉ số tham lam và sợ hãi giảm mạnh khi thị trường điều chỉnh. Chỉ số tham lam và sợ hãi, hay còn gọi là Zipto Fear and Greed, đã giảm về mức sợ hãi. Cột mốc chỉ thấy hồi đầu 2023 khi giá BTC dao động quanh 17.000 đô la Mỹ, khiến nhiều nhà phân tích bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình thị trường hiện tại. Chỉ số tham lam và sợ hãi được biết đến là một chỉ báo quan trọng được cộng đồng tiền điện tử theo dõi, thể hiện tâm lý nhà đầu tư qua thang điểm từ 0 đến 100, với hai đầu là sợ hãi cực độ và tham lam cực độ. Đầu tháng 7, khi mặt trời Gox xác nhận đang bước vào giai đoạn trả nợ BTC và ban chấp hành, giá BTC đã nhanh chóng giảm sâu gần 10.000 đô la Mỹ chỉ trong 2 ngày, kéo chỉ số tham lam và sợ hãi giảm xuống 26 trên 100, tương đương mức được ghi nhận vào đầu năm 2023 khi BTC dao động quanh 17.000 đô la Mỹ. Chỉ số này chỉ cách đây 4 tháng đã đạt đỉnh 90 trên 100 khi BTC lập kỷ lục ở mức 72.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại BTC và ETH đã giảm 25% đến 30% từ đỉnh, kéo theo altcoin giảm sâu 50%. Một số nhà đầu tư xem đây là cơ hội tích lũy, tuy nhiên, các nhà phân tích đã bày tỏ sự không lạc quan. Với Rachel Lin, CEO SynFutures, cho rằng sự sụt giảm là do chính phủ Mỹ và Đức bán BTC và thị trường Celtic News trước tin MT Gox trả nợ. Lin cho biết áp lực bán sẽ không giảm trong ngắn hạn. Marcus Thielen, nhà sáng lập 10-10 Research, cũng dự đoán rằng BTC có thể giảm về 50.000 đô la Mỹ và tình hình thị trường có thể buộc các tổ chức nắm giữ ETF và thợ đào bán ra nhiều hơn, đặc biệt trong tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, nếu Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, BTC có thể chứng kiến một đợt tăng giá khác. Clicker Game thúc đẩy sự bùng nổ mạnh mẽ trên mạng Tron. Cơn sốt Clicker Game, chạm để kiếm token, đã thúc đẩy sự bùng nổ mạnh mẽ của mạng The Open Network, đặc biệt là sau sự thành công của Notcoin và Hamster Combat. Với xuất phát điểm ban đầu là Telegram Open Network được ra mắt bởi ứng dụng nhắn tin Telegram sau khi đối mặt với chỉ trích từ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, SEC, mạng blockchain này đã phát triển thành một nền tảng độc lập và đổi tên thành The Open Network, hay còn gọi là mạng Tron, nhưng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Telegram. Vào tháng 2, Telegram công bố chia sẻ doanh thu quảng cáo, chia lợi nhuận 50-50 cho chủ sở hữu kênh, thanh toán bằng token gốc Troncoin như một phần tích hợp mạng Tron và ứng dụng. Mạng blockchain này sau đó đã nhanh chóng chứng kiến sự bùng nổ hoạt động và người dùng nhờ sự phổ biến của các clicker game với cơ chế tap to earn như Notcoin, Hamster Combat và Cartesian. Loạt sự phát triển đã nhanh chóng đưa Troncoin trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 8 theo vốn hóa thị trường, với vốn hóa 16,5 tỷ đô la, tăng gấp đôi kể từ đầu năm. Tổng giá trị bị khóa của mạng Tron cũng đã vượt ngưỡng 600 triệu đô la vào đầu tháng này. Trong khi đó, mức trung bình động 7 ngày của các giao dịch trên Tron đã tăng từ 645.000 vào đầu năm lên 5 triệu và các địa chỉ hoạt động tăng từ 26.000 lên hơn 340.000. Xu hướng này cho thấy sự tăng trưởng bền vững của mạng dự kiến tiếp tục cao hơn mức trước năm 2024. Sức nóng xung quanh T-Bit P-Bridge vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mini app T-Bit của P-Bridge đã trở nên nổi bật trong không gian Telegram khi liên tục làm mới và hoàn thiện ứng dụng, cũng như kết nạp hàng loạt đối tác lớn chỉ sau hơn một tuần ra mắt. Mới đây nhất, T-Bit đã thêm vào danh sách các đối tác của mình hai cái tên nặng ký khác sau khi công bố hợp tác với hàng loạt đối tác lớn trong tuần.
VNews, một kênh tin tức hàng đầu đã hoạt động nhiều năm trong không gian X, đã trở thành đối tác truyền thông của Tibit, tham gia hỗ trợ đưa Tibit đến gần hơn nữa với cộng đồng Pioneer. Tựa game Lay to End phổ biến trên mạng Ton, Cash Gold Miner cũng là một trong những cái tên mới tham gia với vai trò là đối tác của Tibit, đánh dấu sự hỗ trợ mạnh mẽ giữa các ứng dụng đang phát triển trên không gian Telegram. Ngoài mạng lưới đối tác với những cái tên lớn như TeoTóc, Ton Trading Bot, Honor Tap Tap Tap, Tibit của Bybridge đặt trải nghiệm của người chơi lên hàng đầu khi không ngừng thay đổi và hoàn thiện ứng dụng. Gần đây, Mini App cho biết họ đã bổ sung tính năng tắt rung trực tiếp từ ứng dụng, đảm bảo trải nghiệm khai thác Tibit một cách mượt mà nhất sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người chơi. Chỉ sau hơn một tuần ra mắt, Tibit hiện đang thu hút gần 200.000 người chơi, dự án tiếp tục đi lên phía trước với những kế hoạch sắp công bố trong thời gian tới, hứa hẹn sự tăng trưởng tiềm năng cho token Tibit, củng cố cộng đồng và tạo ra giá trị đáng kể cho các nhà đầu tư trong tương lai gần. Ethereum ETF, Uniswap V4 và Hard Fork Cardano trở thành điểm sáng. Báo cáo On-Chain Insights mới nhất từ Into the Block đã nêu bật 3 chất xúc tác chính sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử vào quý 3 năm 2024. Theo đó, các yếu tố này bao gồm sự kiện ra mắt các quỹ Ethereum Spot ETF tại Hoa Kỳ, bản phát hành Uniswap V4 và Hard Fork trang của Cardano. Sự kiện nóng nhất phải kể đến là việc các quỹ Ethereum Spot ETF dự kiến sẽ ra mắt trong quý này, có khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Với các nhà phân tích dự đoán rằng dòng tiền đổ vào các quỹ này có thể đạt 30% so với dòng tiền được thấy trong đợt ra mắt Bitcoin Spot ETF, vốn đã thu hút 5 tỷ đô la trong 5 tháng đầu tiên. Tiếp đến là kế hoạch phát hành phiên bản V4 của sàn DEX phổ biến Uniswap, được coi là chất xúc tác tiềm năng cho giá trong quý 3. Bản cập nhật này giới thiệu các hook để tùy chỉnh, phí linh hoạt, lệnh giới hạn on-chain và chức năng tạo lập thị trường trung bình theo thời gian. Ngoài ra, bản Hard Fork trang quan trọng của mạng Cardano dự kiến triển khai vào cuối tháng 7 cũng được đánh giá là một trong số những chất xúc tác ảnh hưởng đến token gốc ADA và cả thị trường tiền điện tử trong quý 3 năm 2024. Cardano đặt mục tiêu triển khai Hard Fork trang nhằm giới thiệu cơ chế quản trị phi tập trung do cộng đồng điều hành. Bản nâng cấp này sẽ được tiến hành sau khi 70% nhà điều hành Staking Pool đã thử nghiệm và cập nhật hệ thống của họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZyptoListVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.